Hả? Đạt chưa? Đạt rồi. Rồi coi nào. Uống vặn mặn ha. À. Còn mặn không? Cũng hơi mặn. Vẫn mặn không? Cũng hơi mặn nè. Mặn quá à. Lớn lên làm con nuôi mẹ không? Không. Nuôi bố không? Nuôi. Đó, thương mẹ nhiều hơn hay thương bố nhiều hơn? Ờ, thương ba mẹ. Nói to lên. Thương ba mẹ. Thương ai? Thương ba mẹ. Thương ba nhiều hơn hay là mẹ nhiều hơn? Ba mẹ. Hai người hả? Hả? Bỏ quần ra không? Thương hai người bằng nhau hả? À? Có quần hả? Hả? Dạ. Có thương bố nhiều hả? Ừ. Hả? Ừ. Sau này có nuôi bố không? Nuôi. Ừ. Lớn lên sao mà đi học làm gì? Là cô giáo. Cô giáo à? Cô giáo dạy học sinh à? Ừ. Dạy à? Giỏi quá ha. Mày làm bác sĩ à? Không. Thích cô giáo à? Ừ. Đi làm cô giáo. Xong nào rồi xong nào. Con này làm cái gì? Cô giáo. Anh nhớ nha. Kiếm tiền để nuôi bố mẹ đúng không? Đúng. Thôi mình giờ nghỉ học đi bán vé số cũng được. Không. Sao ạ? Rồi. Bán vé số không có tiền mà. Không. Này. Mang tiền để nuôi bố mẹ à? Không. Không chứ bán mấy chỗ à? Không. Cao độ. Múc vào mồm gần là cho là bố mẹ hết tiền rồi. Con cũng phải đi làm chứ. Đúng không? Hết tiền đâu có tiền đi học đâu. Không có tiền đi học.
30 tuổi. Nhiều đứa nó cũng đi bán vé số nuôi bố mẹ đó. À, đúng rồi. Bớ hết cái anh đi. Này giỏi quá. Tại vì anh hết dưới anh lắm. Xào với bông cải. Trà đây là thích lắm. Trà nó không biết ăn. Ngon mà. Trà làm thử đổi miếng đi. Thì con quanh thử miếng nè. Con cho ăn cải trắng. Tôi không biết ăn thì phải học chứ. Vớt hết cái quản ít cả ăn nó đi vớt cái hơn. Cơm nó lâu. Rồi cạch cho nhau. Nè. À. Rửa sạch cái đó. Rửa sạch mồm đi nha. Bông cải xanh á, xào ngon lắm cả nhà. À, canh rồi còn cái gà, ra lấy canh đâu? À, đâu trong đục ra ngoài kia. Đâu dây điện. Ra lỗ hình nào. Đi ra lỗ hình này này. Cái lối dây điện mà đi hoài vậy. Đó quá. Còn cái nấm xào cũng ngon. Nấm xào bông cải xanh. Này có bầu sao bà Beo? Con Beo nó có bầu rồi. Beo mày có bầu là Beo. Nhau có bầu rồi.
Bây giờ mà nhanh mày con. Có bầu rồi. Bụng to. Cơm lâu quá ăn hết vô dày thôi cả nhà. Một dĩa nấm xào với bông cải ăn hết trơn, ăn dã man rồi. Đeo có bầu rồi. Đeo. Ngon quá. Hết đồ cơm, ăn hết đồ cơm vật vã này mới được, ăn cho nó bé bụng ra cả nhà, lỡ ăn rồi ăn chơi luôn, lỡ rồi còn gì nữa đâu, nó căng. Rất ngon. Chúc cả nhà ngon miệng. Hẹn gặp lại cả nhà vào bữa sau. Mai ăn gì em sẽ chia sẻ cho cả nhà. Bye bye cả nhà. No lắm rồi. No muốn bể bụng rồi đó cả nhà ơi. Ăn mà tôi đầy à.